Business Network International, tức BNI, là tổ chức kết nối thương mại lớn nhất cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên thế giới, được thành lập từ những năm 80 tại Mỹ. Đây là kiểu tổ chức giúp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng nhóm họp và trao đổi những cơ hội kinh doanh cho nhau, hỗ trợ nhau để cùng đi lên. Vào năm 2010, thì BNI đã chính thức có mặt tại Việt Nam, thưa quý vị. Trải qua hơn 5 năm phát triển với không ít thách thức, thì hiện tại BNI Việt Nam đã xây dựng nên nhiều chi hội nhỏ, hay còn gọi là chapter, kết nối được rất nhiều doanh nghiệp trong nước, tạo ra các giá trị kinh doanh to lớn. Và một trong số những thành viên nổi bật đóng góp tích cực vào sự phát triển của BNI Việt Nam chính là Win-Win Chapter. Ông Hồ Quang Minh, Chủ tịch BNI Việt Nam, người đã mang mô hình kinh doanh này về Việt Nam cho biết, quãng thời gian khó khăn nhất của BNI Việt Nam chính là 2 năm rưỡi đầu, vì mô hình này còn mới lạ và tính kết nối của các doanh nghiệp Việt Nam còn khá yếu, trong khi điểm quan trọng của BNI chính là sự cam kết của các thành viên. Chúng ta thường hay nói là BNI là toàn cầu, nhưng BNI không phải phù hợp với tất cả mọi người, bởi vì có những sự cam kết nhất định. Chúng ta đến với nhau, ví như vợ chồng chẳng hạn, chúng ta đến với nhau có một sự cam kết nhất định thì chúng ta tạo dựng cái hạnh phúc và lắng nghe nhau nên một cái gia đình hạnh phúc. Tương tự với một cái chapter, những người đến với nhau thì họ có những cái tiêu chí và những cái cam kết nhất định. Đây là một thách thức lớn với toàn thể doanh nhân, nhưng nó là phù hợp với một số người cam kết và đồng chí hướng để giúp nhau kinh doanh tốt hơn. Win-Win Chapter, một trong những thành viên của BNI Việt Nam, được thành lập từ tháng 6 năm 2013. Xem như ra đời trong thời điểm thuận lợi sau khi BNI Việt Nam đã trải qua 2 năm rưỡi vất vả gây dựng nền tảng. Tuy nhiên, đó chỉ là một mặt thuận lợi nhỏ trong vô vàn những thách thức lớn. Ông Phạm Đông Giang, Tổng Giám đốc Công ty Nhật Nam cũng chính là chủ tịch của Win-Win Chapter cho biết, có nhiều doanh nghiệp buộc lòng phải rời khỏi Chapter vì không đủ kiên nhẫn sau một thời gian tham gia mà không gặt hái được những kết quả như kỳ vọng. Theo triết lý hoạt động của BNI, mối quan hệ và lòng tin cần có thời gian để tạo dựng, duy trì và phát triển. BNI chỉ mang đến cho các thành viên cơ hội để tạo mối quan hệ, còn liệu việc nắm giữ được những mối quan hệ đó như thế nào lại nằm ở các thành viên. Vào được Win-Win Chapter, nó tạo tôi được những cái như là mối quan hệ rất là tốt, những công cụ mà giúp cho chúng tôi mở rộng mối giao thương, biết được những chủ doanh nghiệp, những cái nhà doanh nghiệp không cần phải mất thời gian nhiều và trực tiếp tại họ để làm việc, những chuyện đó rất là ngắn gọn. Ngoại trừ cái sự doanh thu của công ty thì cái sự quan hệ và cái chữ tín của cá nhân nó được nêu lên rất là cao. Hiểu được triết lý cho trước nhận sau, trong năm vừa qua các thành viên của Win-Win Chapter đã nỗ lực hết mình để giới thiệu các cơ hội kinh doanh cho nhau và giúp cho Win-Win Chapter vẫn được danh hiệu Chapter Platinum, với nhiều con số ấn tượng như các thành viên đã giới thiệu được cho nhau 3.366 cơ hội kinh doanh, trong đó có 2.546 giao dịch thành công, chiếm tỷ lệ 76%. Doanh thu trong năm vừa qua của Win-Win Chapter đạt trên 123 tỷ đồng. Thành công lớn nhất của Win-Win chúng tôi là khi chúng tôi đến với nhau bằng sự rất là chân tình, đoàn kết. Tức là khi đến đây chúng tôi không chỉ có mối quan hệ mà chúng tôi có những người anh em mới. Mà khi chúng tôi đã hiểu nhau rồi, đã gắn bó với nhau rồi thì khi chúng tôi rất dễ dàng tin tưởng nhau và trao gọi kinh doanh cho nhau được. Và chúng tôi có thể dùng uy tín của mình đảm bảo để giới thiệu khách hàng đến giao dịch với những thành viên của chúng tôi. Đó là cái nền tảng cơ bản để chúng tôi tạo cái sự bền vững và phát triển bền vững của Win-Win chúng tôi như ngày hôm nay. Có thể nói, BNI Việt Nam còn khá trẻ so với các thành viên BNI quốc tế khác. Tuy nhiên, với những thành viên tích cực như Win-Win Chapter, chắc chắn tốc độ phát triển và lan rộng của mô hình BNI tại Việt Nam sẽ còn tăng nhanh hơn nữa trong thời gian tới.